Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần. Lịch nghỉ Tết năm 2021 hiện đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Tết Nguyên đán năm 2021 này thì học sinh sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Blog Travel Việt mời bạn tham khảo lịch nghỉ Tết Nguyên đán dành cho học sinh trên toàn quốc sau đây. 1. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức của năm 2021. Ngày 10 tháng 12 thì Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày. Lịch nghỉ gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, chưa tính ngày nghỉ bù. Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, tức ngày 13 đến 14 tháng 2 năm 2021 dương lịch, trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, cho nên công chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, tức ngày 15 đến 16 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, công chức viên chức nghỉ liền 7 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 cho đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên được Thủ tướng giao nhiệm vụ bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân. Các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. 2. Quy định mới về lịch nghỉ Tết năm 2021. Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, không chỉ điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến tiền lương, thưởng hay là hợp đồng lao động, mà còn có quy định mới liên quan đến ngày nghỉ lễ, Tết của người lao động. Bộ luật lao động mới thì vẫn giữ nguyên tinh thần của Bộ luật lao động năm 2012 khi cho phép người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết âm lịch, Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, điểm mới của bộ luật này là quy định hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo khoản 3, điều 114. Trong khi đó, trước đây, tại Nghị định 45/2013 NĐ-CP, hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2012, Chính phủ cho phép người sử dụng lao động lựa chọn lịch nghỉ Tết âm lịch là một ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch, hoặc là 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch. Với quy định mới nêu trên, từ năm 2021, lịch nghỉ Tết âm lịch cụ thể hàng năm đối với toàn bộ người lao động trong các doanh nghiệp sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, thay vì cho phép chủ doanh nghiệp được tự quyết định. Hiện nay thì Thủ tướng chỉ ra văn bản quy định lịch nghỉ Tết âm lịch của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 3. Lịch nghỉ Tết 2021 của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định 2752 QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2021 của học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Nghỉ Tết âm lịch năm 2021 bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch, đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Ngày nghỉ lễ được quy định bởi luật lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định. Trên đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021. Với kỳ nghỉ kéo dài một tuần lễ, thì mọi người sẽ có cơ hội để quây quần bên người thân, cùng nhau dùng bữa ăn gia đình, đoàn viên, hay có thể cùng nhau có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thật vui và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.